Ôi trời đất tôi. Mới chạy xuống dưới quần chỉ lắm được bình đó là anh Tuấn á. Chiếc lắp bình đó kêu thợ lặn rồi thì kêu mấy anh em mà kéo một bình ra vậy nè, thì anh em đang lợi và bắt đầu anh em chung với nhau nói thôi anh Tuấn ơi, bây giờ anh muốn làm cái gì á thì anh qua bển hỏi cái bè cá người ta đi, miễn bè cá người ta cho thì mình mới làm được, còn không cho không làm được, mà vuông dứt chừng 1.000 mét vuông rồi anh Tuấn mấy á đi qua bển hỏi cái chủ bè cá bển, chủ bè cá mới nói như vậy nè, miễn mà anh kéo một bình ra mà có thi thể chị Hà trong đó thì tôi không lấy 5 triệu của anh, còn miễn mà không có thì anh phải trả 5 triệu cho tôi. Cái vấn đề đây mà vì sao mà chủ bè lấy 5 triệu cho bà con chắc cũng cũng là có những suy nghĩ, tôi nghĩ chắc giống như tôi đúng hả. Một dòng sông lớn như vậy, một dòng sông lớn như vậy thì một cái xác chết không bao giờ gọi là nó tấp vô trong cái đám lục bình đúng không, nó không thể tấp vô giữa đám lục bình được, mà nó tấp đại đa số tấp vô là những cái mấy gành xác xác trong cái đám lục bình, chứ không thể mà nó chìm dưới là cái đám bèo đó, mà mình phải dỡ bèo ra để mà tìm nó chìm và cập bên, chứ không phải nó chìm sâu xuống và nó nằm dưới cái đám lục bình đúng không. Thì cái bản thân cái anh mà chú cái như là chú cái như là của cái cá này thì anh cũng biết rồi, anh cũng có những sự nghi ngờ chứ, vì dòng sông đó là ảnh là một trong những người mà cái như là có những cái thời gian anh cũng là ở đó, anh cũng làm cá ở đó, anh cũng biết dòng sông đó có vận tốc dòng chảy tất cả mọi cái, nếu mà một người chết trôi bình thường như theo lời Tuấn nói thì chắc anh bây giờ nếu mà trôi là nó trôi ra tới cửa biển rồi, chứ không có chuyện mà nó trôi xuống đảo Đài Loan rồi nó nằm trong những cái đám lục bình. Cho nên anh lấy 5 triệu anh lấy cho bỏ ghét, anh lấy cho bỏ ghét, chứ thật sự ra người ta có cái những cái chài cá như vậy thiếu gì tiền mà người ta phải lấy Tuấn 5 triệu, họ lấy cho bỏ ghét quá vậy. Có nghĩa rằng bây giờ nó thật sự chẳng lẽ bây giờ anh cũng nói thẳng ra ừ vợ mày đâu có dưới đây đúng không, có nghĩa anh đưa ra một cái bài toán khó, một bài toán khó để Tuấn kể như là phải nhìn nhận lại, vì người ta là một trong những người là hoạt động trong sông nước là khoảng một thời gian khá dài, thì người ta biết là cái khi mà một người nhảy xuống đó mà nếu như chết trôi tự nhiên, nhảy tự dặn và chết nước tự nhiên thì chắc anh rằng người ta sẽ không nằm ở trong cái khu vực đó nữa, mà bây giờ đã trôi đi rồi đúng không. Nhưng mà anh này nó thật sự anh bận xuống là đảo Đài Loan, mà bà con biết đi xuống vì vấn đề gì không, vì giấc mơ, đi xuống vì anh mơ, vì người này mơ người kia mơ rồi gọi tất cả đều là dùng vào giấc mơ để đi tìm vợ thôi quý bà con. Đấy. Mơ quyền mờ đi tìm biết theo giấc mơ chẳng thấy đâu. Đó. Đó tại sao thời điểm bây giờ mà vẫn còn có nhiều người mà gọi là sống trong giấc mơ quá vậy. Thời điểm bây giờ nó thật sự mơ là chỉ đói meo rau thôi, đừng bao giờ mà nằm mơ như cuội đó mà cái mong có một cái gì có một kết quả đẹp, cứ nằm mơ như cuội quá vậy đó, nằm mơ chờ sung ruộng. Mà giấc mơ đấy đến bây giờ tôi vẫn đặt ra dấu hỏi những người nào mà để cho chị Hà nhập vô đó, những người nào mà mơ thấy chị Hà thì đến bây giờ những nhân vật này vẫn đang làm việc vô âm tính, họ không có xuất hiện. Thì chúng ta hỏi rằng giấc mơ đó là cái như là có thật hay không, người nào mà chị Hà nhập vô có thật hay không, hay là đây là một trong những cái câu chuyện mà để cho người ta kể như là dẫn dắt những anh em đi tìm mà để mà đánh lạc hướng đi tìm mà cái như là của chị Hà đúng không, làm cái giấc mơ, giấc mơ nhập vô đâu mà hay vậy. Đáng lý tôi nói nếu như chị Hà nhập vô thật, chị Hà nhập vô thật thì chị Hà nói đâu là trúng đó, nhưng đằng này nó thật sự chị Hà nhập nhập vô cái chi mà chị Hà nằm một đường mà chị Hà nói một nẻo, cái này nó cũng căng, giống như chơi, giống chơi trò chơi trốn tìm, nằm chỗ này bảo rằng cái như là mày xuống chỗ kia mày tìm là có tao thấy không. Rồi lúc đó anh Tuấn mới đồng ý là anh em vừa kéo ra, đổ lúc đó 12 giờ rồi, tại vì kéo ra đó là từ xuống dưới là 10 giờ mấy rồi, rồi là quần đi kiếm đường vòng cái kêu ghe đầu lại xong là mới anh em mới cào qua chừng cỡ góc ba thôi, đúng là 2 giờ 15, 2 giờ 20 gì đó mình không khẳng định chính xác.
rồi trên chiếc xà lan này là ông cậu Mừ á là ổng đi theo. Trên chiếc xà lan là cậu Mừ đi theo. Bà con biết cậu Mừ là ai rồi gì? Cậu Mừ là Dượng Mừ đó, có nghĩa là từ lúc á, từ lúc mà xảy ra chuyện, từ lúc mà Túng mà gọi là em lên em gọi dì Năm, em báo dì Năm, rồi em gọi Dượng Mười ra tiếp một tay đó, đó là từ lúc đó là coi như là vợ chồng Dượng Mười là thường trực ở xà lan, thường trực ở xà lan. Và vấn đề là vì sao tôi nói là vợ chồng Dượng Mười thường trực ở xà lan, có nghĩa là dì Mười cũng đã từng nói, dì Mười cũng đã từng nói rằng cái như hôm nay là đêm thứ 11, đêm thứ 11 là tôi ở đây, đúng không? Có nghĩa là từ lúc mà chị Hà xảy ra chuyện cho tới cái lúc cho tới cái lúc mà kể như là tìm thấy chị Hà là Dượng Mười, dì Mười đang thường trực trên xà lan, đang thường trực trên xà lan. Thì bà con biết đâu cho Dượng Mười là một trong những người gọi là tham gia tích lực vào trong suốt cái quá trình từ đầu đến đuôi, có nghĩa từ lúc mà nhận cuộc gọi của Tuấn rồi ra cột cái dây xuồng, đầu ra để mà cảnh giác hay là ra để giữ xà lan hay là ra để gì đó, có nghĩa là Dượng Mười ra đó với mục đích gì thì tôi nghĩ là bản thân Dượng Mười là biết rõ. Nhưng mà không biết là Dượng Mười ra đấy là trong đầu có nghĩ là ra, có nghĩ là trong đầu mình có nghĩ cái xét hay không, nhưng mà Dượng Mười là một trong những người là cưa cái xét nha quý vị, một trong những người cưa cái xét chung với Tuấn xà lan theo lời tố giác của dì Năm đó. Thì chúng ta bây giờ phải là đặt ra hỏi ngược lại chứ, thế nhiệm vụ của Dượng Mười mà ở trên xà lan đó để làm gì trong suốt khoảng thời gian 11 ngày mà Dượng Mười lại không tham gia đỡ đi tìm kiếm chị Hà, đúng không? Như theo lời dân chúng là Dượng Mười là người trên xà lan, thì tôi phải hỏi rằng Dượng Mười ra đó là mục đích là để giữ xà lan hay là ra đó mục đích là để mà làm một cái gọi là cái cần anten để mà chia sẻ những thông tin khu vực xà lan, hay là ra đấy với một nhiệm vụ là cuột cái xuồng lên cho Tuấn, hay là ra đấy với một cái là để chờ Tuấn để nhờ cưa cái xét là Dượng Mười cưa, có nghĩa là Dượng Mười ra đấy là cái nhiệm vụ chính của Dượng Mười là gì, giữ xà lan hay để mà phối hợp để tìm chị Hà. Nhưng mà tìm chị Hà là tôi không thấy là Dượng Mười đi tìm, chỉ có một đêm duy nhất là đêm thứ 11, có nghĩa ông ở trên xà lan đó rồi mọi người khuyên ông là ông mới đi, có nghĩa đi chung với là mấy anh em là đi tìm chị Hà là đêm thứ 11. Là tôi cũng đã từng kể cái đêm này đi đó là không có dùng đèn pin, không có dùng cái bình ắc quy để mà soi sáng để rọi sáng, mà dùng cái đèn pin cầm ba cái đèn pin cầm tay để mà rọi đi trong mấy đám lục bình. Và có những cái lúc mà đi đó thì dân chúng và dì Mười có nghĩa là xâm kiếm hợp bích với nhau vẫn là cái mùi thối thối. Đây là một trong những cái câu chuyện nó vô cùng quen thuộc, có nghĩa là hai người nào mà gặp lại với nhau là cái mùi thối thối, cái mùi thối thối mà nó áp một cái thì nó đầu gì Mười đi đầu gió, mà cái như là dắt chúng là cái như là đi cái như là ngược cuối chiều gió là chắc anh sẽ bị đó, đường nào cũng chắc đó. Lúc nào đi bên cạnh gì Mười cũng là cái mùi thối thối gì Mười. Tuấn á nói là ông điện xuống một phút là 2:15, ông điện xuống nói Tuấn ơi, vợ của con đã nổi ở trên này nè, nó gọi Tuấn mấy mới nói là chị Mười ơi, chị Mười gì của anh Tuấn á, đi kiếm chung với anh em ơi, bây giờ vợ tôi đã nổi ở trên trên gần xà lan rồi, bây giờ anh em hãy đi với tôi lên trển, thì là kêu kêu anh em đi giết giết đặng mình đi, mà anh em nhảy nhảy xuống tàu đi. Rồi bắt đầu mới nói là cái anh mà chủ bè cá nói anh ơi, bây giờ vợ của em đã nổi chẳng rồi, anh cái tiền mà cái tiền mà anh nói là có thi thể đây á, là khỏi lấy tiền, bây giờ không có mà trả tiền. Rồi bắt đầu á kêu ảnh qua nói anh ơi lấy bao nhiêu, anh đưa 5 ngón tay, nói 5 triệu. Rồi gọi chúng nó móc ra 5 triệu đưa cho anh bè cá đó đó ha, là anh mới chạy về. Rồi lên tới khúc này nè, rồi hỏi anh ghe cái ghe mà đi anh muốn đi đem lục bình, cái lục bình thờ lặng đó, cái đầu anh Tuấn đưa 2 triệu cho một người là 500.000 bốn người. Thì tới đây nè, cái khu kỳ nè là ở chỗ trên đây nè, trên đây nè đó, tuốt trên đây nè, trên cái phao đây là thấy ngang phao đó không, tưởng cho xà lan chạy đó, xà lan với cái ghe chạy đó, khu đó mới đổi cái thải xác này nè, trôi tới xuống dưới cái phao trắng như này nè, cái phao xanh như này nè. Rồi thì chú đốt mốt đang chạy về tới chỗ mà cái ghe ngang đây nè, bên mép bển,
thì cái xác ở đây mới gặp như đây bắt đầu để tới thì trôi xuống, trôi xuống sông rồi phải không? Cái bên vợ anh Tuấn á là nói gì nè, nói anh em ơi kêu á đừng cho ai vô gần cái thi thể, để công an vô người ta ra giải quyết. Đó, thì anh em mới dần dừ rồi xong dần dừ nha, rồi bắt đầu bè cái thể xác vô trong cái chân cái địch chỗ vụ ốc nè, bến đò nè, rồi công an mới mời anh Tuấn vô. Đã có nghĩa là cái như là lúc mà cái xác của chị Hà là được cập bến rồi quý vị, cập vô bờ đó, là bà con thấy là có một chiếc cano tới đó, là mời Tuấn đi luôn đó, đã mời Tuấn luôn và dắt chúng, cái thời điểm đó là dắt chúng xem như là vận vụ luôn đó, là cái như là quéo dụm luôn đó. Tôi thấy là Tuấn đi vô đó là dắt chúng nó kết luận liền mà nó xong rồi, chuyến này là xong rồi, Tuấn đi là không có ngày trở lại rồi đó. Bản thân chắc chúng là người mà cờ cận với Tuấn xà lan mà cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Thì tôi hỏi con, chúng ta có được quyền suy nghĩ không? Bản thân chắc chúng là người mà cờ cận với Tuấn xà lan thì đáng lý ra thành chắc chúng này đó, nó phải biết rằng trong những cái lúc mà xuống đảo Đài Loan hay lên bãi Cám Vàng đó, hoặc là những giấc mơ mà chưa được kiểm chứng đó, thì nó phải động não nó suy nghĩ một chút là bây giờ đó, tại sao mà cái như là những cái khu vực gần cái xà lan mà Tuấn lại cái như là kéo thợ lặn lên, mà những cái vấn đề mà nó cách xa lách cái đó mà mình phải xuống để đá bèo để tìm chị Hà, nó phải suy nghĩ với quý vị đó. Mà cái thời buổi bây giờ mà nói thật sự dắt chúng nó vẫn còn ngây ngô đó. Bây giờ chị Hà nhập vô người nào đó, nhập vô người kia đó, rồi giờ đó bắt đầu là xuống chị xuống đảo Đài Loan là nó năm chân bảy cẳng là cấp đuôi là chạy theo luôn. Đây là một trong những cái nó thật sự quý bà con đó. Chỉ cần một người mà nó thật sự quý bà con là nó kém cái gọi là cái sự hiểu biết đấy, thì trở thành một người tiếp tay đất lực. Trong suốt quá trình bà con thấy đi, Tuấn bảo đi hướng đông là dân chúng không dám đi hướng tây đó. Thì tôi hỏi rằng bây giờ tại sao mà đến lúc này mà Tuấn mới bảo rằng coi như là, có nghĩa là đoạn tiếp theo bà con sẽ nghe vấn đề này. Có nghĩa đến thời điểm này là dắt chúng mới cảm thấy là giỡn người nè. Lúc mà Tuấn mà được công an mời đi đó, là dắt chúng mới cảm thấy là ớn ấp. Mà Tuấn vô vượt rồi xong cái đầu anh em đã xong rồi anh em gì à? Rồi anh em là không, mình nói là anh Tuấn đã như vậy rồi thì không thể nào mà công an xã ra được. Bà con nghe, anh Tuấn đã như vậy rồi, đã như vậy rồi nghe, thì không thể nào công an thả ra được, đúng không? Thế là tôi hỏi ngược lại dân chúng, đã như vậy là theo mày là chữ dậy đó là thế nào dân chúng? Đã như vậy là như thế nào, đúng không? Nó khẳng định luôn, anh Tuấn đã như vậy rồi thì công an không thể nào mà thả ra được. Thế tôi đang hỏi vấn đề ở đây là đã như vậy là dậy thế nào? Như vậy cái từ dạy của dân chúng là sao? Có nghĩa trong đầu dân chúng cũng đang có những cái suy nghĩ như thế nào đó, đặt những dấu hỏi cái gì đó, và dân chúng cũng đã có mường tượng một cái kết luận cho cái sự việc này, đúng vậy? Cho nên là dân chúng nó khẳng định một câu, anh Tuấn đã như vậy rồi, anh Tuấn đã như vậy rồi thì không thể nào mà thả ra được, đúng không? Bản thân nó là cũng là một trong những người đồng hành trong suốt một quá trình, trong suốt một khoảng thời gian đi tìm kiếm chị Hà với Tuấn xà lan, mà nó thật sự nó còn không tin tưởng Tuấn. Vì sao nó không tin tưởng? Vì do những giấc mơ đó quý vị, những giấc mơ mà lúc chị Hà nằm đến bãi Cám Vàng, lúc chị Hà nằm đảo Đài Loan, mà anh thợ lặn vừa tuột xuống mà lấy cái quần thợ điện lên, bắt đầu là nó giật cái dây thợ lặn mà tuôn lên đấy, bảo rằng là cái như là chị Hà đang cái vừa nhập cho ai đó, đó là chị Hà đang ở đảo Đài Loan. Nó cũng giống như cái lời mà anh Vũ chia sẻ bữa trước. Anh Vũ nó bây giờ nó thật sự ra thì ra đấy mà cái như nó bảo mình đi đâu thì mình đi đó, chứ người người của nó đâu phải người của mình. Có nghĩa là bản thân anh Vũ cũng bị cái như là đôi ba lần cũng bị là những người bên kia điều hành. Có nghĩa là anh chủ anh muốn đi tìm vào cái một vị trí nào đó thì không thể nào anh đi được, vì người là người của bên kia, người bên kia thuê thợ lạnh là người kia bên kia thuê, thì anh Vũ sao mà anh chủ động được
Cho nên anh chủ vấn đề này anh chủ anh cũng đã chia sẻ là có nghĩa là đang tìm chỗ này nó biếu tìm chỗ kia, đang tìm chỗ kia nó biếu tìm chỗ nọ. Tôi nói quý bà con tìm ông nậu tôi chứ bây giờ tìm chỗ nào chết một chỗ đi. Rồi ta lắng dần ra chứ. Sông nước mênh mông biết đâu mà nó thật sự cái vị trí nào là chuẩn xác, đúng không? Nhưng mà nó hay một cái thế này nè. Hay một cái đó là chỗ mà thợ lặn xuống lấy quần thợ điện lên là chỗ đấy là Tuấn lại giật cái dây yêu cầu thợ lặn là phải lên để đi tìm một chỗ khác. Đó là đảo Đài Loan. Nó hay là chỗ đó. Thì vấn đề ta xuống dưới đây xong ta tìm mang chắc xác suất. Nhưng tại sao vị trí đó là một trong những nơi mà Tuấn lại là không để cho thợ lặn coi như là tìm một cách tự do quý vị. Mà bảo rằng vợ em nó mới về nó nhập vô người A, người B, người C nào. Tôi nói với bà con ban ngày mà nhập cái gì? Hả? Ban ngày mà nhập cái gì mà chị Hà nhập là chị Hà nói phải cho đúng chứ. Chứ còn bà con thấy chị Hà nhập chỉ đảo Đài Loan mà cuối cùng chị Hà nằm ở đâu? Gần chiếc xà lan. Nếu mà chị Hà nhập vô bảo là chị Hà cái như là nằm đảo Đài Loan á, khi xác chị Hà nổi lên ở đảo Đài Loan thì mình cảm thấy là không tích. Mình thấy là đây là một trong những giấc mơ là nó có mang chắc là một cái sự trùng hợp. Đúng không? Nhưng đằng này cái như là chị Hà đang nằm một đường mà cái toàn mơ một nẻo thôi, mơ xa vời đó. Đó.